Rồi chào anh em nha, IC5199 Vin tháo xe về được hai mươi mấy cục nữa nha anh em ơi. Đúng Vin tháo xe, bốn dòng chữ. Vin bao anh em thầy thợ test, không mẫu xẻ nha. Giá thì mình bán 950 cục nha anh em. Anh em là có nhu cầu liên hệ mình nha. 0933996332. Hôm nay về được 21 cục nè. Mỗi một cục là 950 nha. Tất cả là hàng zin tháo xe, bao zin, bao xài, bao sắm cho anh em ha. Đó. Hàng có sẵn tại tiệm nha anh em ơi. Anh em nào chốt alo em nha. 0933996332. IC Rim Lùng 99. Giá là 950 một cục thôi nha anh em. À, anh em nào cần alo mình nha. Tất cả là đúng zin tháo xe. Mã KFC 4 dòng chữ nha anh em.